Chào các bạn, bài số 13 này chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện cái tầng application. Thì bài 13 này chúng ta, như các bài trước, chúng ta định nghĩa ra Managed Service. Managed Service này thì để chúng ta làm nhiệm vụ là tạo các cái phương thức để làm việc với việc là quản lý sản phẩm. Thì mình đang tạo ra các cái phương thức có Create, Update, Delete, Get tất cả và Get cũng tất cả, nhưng mà có thêm một cái đó là keyword để chúng ta tìm kiếm page index và page size. Cái này chúng ta cần phải chỉnh một chút. Và iPublic thì nó chứa các cái phương thức để dành cho bên ngoài gọi. Thì các bạn có thể viết các cái phương thức này. Cái điểm ưu điểm của cái việc mà chúng ta định nghĩa ra interface này nó chính là chúng ta sẽ triển khai DI. DI là gì thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học .NET Core căn bản ở trên TEDu. Mình có một list video trên cái kênh này. Nó là khoa học lập trình ASP.NET Core căn bản. Thì mình sẽ giải thích về DI rồi. Thứ hai là cái việc chúng ta tách cái interface này ra là chúng ta sẽ dùng riêng cho phần manage này trong phần admin và public cho phần bên ngoài. Nó không bị lẫn nhau và code nó sẽ dễ maintain hơn. Implement hai thằng này. Đó, mình sẽ không dùng auto mapper mà dùng map tay cho nó nhanh. Ok, vậy các bạn nhìn thấy là trong cái phần manage trước, ở đây chúng ta thấy là có request, edit request, có delete này, có get all, trả về một list, đúng không? Cái page view model này thì chúng ta có thể đổi thành page result, tức là chúng ta sẽ đổi tên class thành result cho nó dễ. Đó. Ok. Tiếp tục cái phần này các bạn thấy là tất cả những thằng paging thì nó đều có page index và page size. Thì chúng ta sẽ cần phải cho nó vào một cái base cho nó dễ, đúng không? Ví dụ như là paging request base. Ok. Chúng ta sẽ có prop tab tab này, page index tức là vị trí, cái là lấy trang số bao nhiêu, và page size tức là kích cỡ của trang là bao nhiêu. Ok. Thằng này chúng ta sẽ, thay vì chúng ta chọn một cái tất cả duỗi tất cả những cái tham số ra, thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái view request view model, request model request, đúng không? Get product paging request. Ok, chúng ta kế thừa từ cái thằng paging request base. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không cần phải định nghĩa hai cái thuộc tính kia nữa. Chúng ta chỉ cần định nghĩa thuộc tính nào riêng thôi. Keyword thôi. Bởi vì không phải thằng nào nó cần keyword, đúng không? Chúng ta sẽ truyền vào đây là get product paging request. Đó. Đơn giản đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp thằng này. Để ở trong manage product thì ngoài keyword ra chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần thêm cái thằng in này, category ID, tức là chúng ta truyền vào một category ID để chúng ta search, hoặc ở đây chúng ta có thể truyền một mảng, một list các cái category các cái category ID cũng được, là truyền vào một list category ID này cộng với một cái keyword để tìm kiếm. Đó, ví dụ thế. Như vậy thì các bạn có thêm bao nhiêu tham số thì cái phương thức các bạn cũng sẽ không bị thay đổi, bởi vì nó sẽ đóng gói trong này rồi. Còn một cái nữa đó là phần edit. Phần edit thì ở đây các bạn thấy là nên tách riêng cái ID của product ra khỏi cái request, hoặc chúng ta để luôn trong đấy cũng được. Thì ở đây thì các bạn có thể là để bên trong đó. Ví dụ như là với edit thì các bạn sẽ có in ID này, đúng không? Các bạn xem product các bạn có những cái gì. Update những cái gì, đúng không?
Chúng ta thường là chúng ta update, chúng ta không nên update tất cả mà chúng ta sẽ chỉ cần update một số cái thôi. Ví dụ như là stock này không cần update trực tiếp này, price không update trực tiếp này, nên update price riêng. Đó. Rồi trong thường là chúng ta sẽ update những cái thông tin ở trong product translation thôi. Đó. Thì mình sẽ copy nó ra đây. Ngoài ID ra đúng không? Product ID thì không có gì này, chính là product ID này. Name này, description này. Language ID cũng chúng ta cũng cần phải truyền lên. Cell alias, title, detail đó, những cái thường là chúng ta sẽ cần phải dùng để edit. Với create thì sao? Create thì chúng ta sẽ cũng cần một số các cái thuộc tính. Riêng create thì chúng ta lại không cần phải create thì chúng ta lại không cần phải có ID, bởi vì ID chúng ta sẽ tự lấy ra được. Thường là chúng ta sẽ price, original price này, stock đầu tiên là bao nhiêu này, view count thì chúng ta không cần. Đó. Translation thì ở đây chúng ta sẽ cần name, edit, tất cả mọi thứ. Đó, các bạn nhìn thấy request với create với edit nó khác nhau. Chỗ này thì thực ra tên của nó phải là product update request thì đúng hơn. Mình sẽ đổi tên nó. Create và update. Edit là khi chúng ta sửa. Update là cập nhật thì mới đúng. Đó. Ok. Update chúng ta sẽ cần ID, name, description đấy đó, đó. Còn update price thì chúng ta sẽ nên để ra một cái thuộc tính khác, một cái phương thức khác. Ví dụ như là task update price bao gồm quả in này. ID và decimal price, new price. Đó, ví dụ thế. Hoặc là một cái voice, trả về voice, ví dụ như là in update view count cũng chúng ta có in product ID và in view, chúng ta tăng lên một cái thôi đúng không? Add view count. Đó, đấy là các cái phương thức có thể chúng ta sẽ cần. Ngoài ra chúng ta có các phương thức khác nhé. Update update stock. In add quantity. Đó, ví dụ thế. Chúng ta thấy chúng ta có nên chia ra phần update, nên update những cái thông tin mô tả, còn những cái thông tin khác thì chúng ta nên nên đặt sang riêng. Đó. Tương tự như vậy, public thì sao? Ở chỗ này chúng ta sẽ truyền vào một cái category ID và lấy ra được. Thì chỗ này thay vì như vậy thì chúng ta sẽ là cho phần bên ngoài đi, phần public, DTO public này. Và chỗ này là DTO manage. Chúng ta sẽ chuyển nó vào. Cái nào dùng chung thì chúng ta sẽ hay là trên trên namespace DTO cũng, khi các bạn có thấy có nhiều thì các bạn nên tách ra, thay vì là đặt chung một, những cái nào mà dùng chung thì các bạn có thể đặt ra ngoài nhé. Còn cái nào mà đây, ví dụ DTO này dùng chung này, ở đây chúng ta sẽ có là get product paging request đúng không? Chúng ta sẽ có paging request base. Rồi, chúng ta sẽ có page size và page index rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần truyền vào category ID thôi. Một category ID đúng không? Đó. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta sẽ cần truyền vào đây cái iPublic, chứng chỗ này sẽ là get product. Rồi. Chỗ này sẽ phải thằng truyền thằng public. Đó. Ok. Riêng thằng product view model này thì sẽ dùng chung cho cả hai. Cho nên là chỗ này có thể các bạn sẽ vứt nó ra ngoài. Đó. Thì không có chữ manage ở đây. Product view model thì các bạn muốn xem cái gì thì các bạn show nó ra cái đấy. Ở đây ví dụ như ở đây chúng ta nhìn là product thì chúng ta sẽ cần show ra cái tất cả thông tin của nó đúng không? Hoặc là các bạn thêm phần translation nữa thì chúng ta sẽ phải join lại. Ok. Đấy là hai phần interface để các bạn hiểu được. Còn đâu sau này thì các bạn có thể là các bạn sẽ thêm các phương thức khác nữa, rất nhiều các phương thức đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ implement các cái phương thức. Thêm phương thức nào thì chúng ta sẽ implement cái phương thức đấy. Cái nào mà không reference đây thì chúng ta sẽ xóa đi. Ta chỉ để cái một reference thôi. Cái get all này bỏ đi này. Ok, triển khai từ trên xuống dưới, add view cao. Thì chúng ta sẽ làm những cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy nó ra một cái product bằng này. Context.product. Sau chúng ta sẽ file nó ra dạng async. Product ID. Và chúng ta nhớ phải async thì phải dùng await. Ra rồi, sau đó chúng ta sẽ product.viewCount cộng bằng cộng 1, tức là cứ cộng 1 lên. Mặc định của thằng này là 0 thì chúng ta chỉ cần cộng 1 lên thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái context.shapeChain. Thằng này nó sẽ giả về cho chúng ta một kiểu in. Chúng ta kiểu để kiểu async bất đồng bộ. Thì toàn bộ cái này ok. Create với phương thức create thì nó khó hơn một chút. Chúng ta phải xem là nó sẽ cần những cái gì ở trong product. Đúng không? Mình sẽ cho nó ngắn cái này lại. Chúng ta nhìn xem cái cách để các bạn so sánh nhanh nhất mà đỡ phải chuyển qua chuyển lại đúng không? ID này không cần quan tâm, bright này. Original bright. Thằng product create request này thì có hết nhá. Nó bởi vì nó thường nó tạo ra. Khi mà tạo ra thì đầy đủ, đúng không? Stock. Rồi. View count thì chúng ta thường tạo ra sẽ để là 0. Date created thì cái đấy phương thức này thì chúng ta sẽ ghi đè nó tự động tạo mới, không cần phải, chúng ta không cần phải, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ thêm date create bằng date time .now. Đó, ok. Đấy là cho product. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái translation. Để mà thêm được translation thì chúng ta sẽ cần thêm thằng đầu tiên bằng. New một cái product translation, tức là thêm theo cái dạng là cha con. Thêm theo dạng cha con thì ở đây các bạn
sẽ, bởi vì là cái ID của product này lúc mà chúng ta chưa xếp vào DB thì nó chưa có, nhưng các bạn thêm theo dạng cha con này thì các bạn sẽ thêm thông qua khóa ngoại luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ xem tiếp cái product translation nó có cái gì đúng không. ID không quan tâm rồi, product ID, ID tự tăng này. Product ID thì nó sẽ tự động gắn vào, để chúng ta thêm gắn dạng này. Chúng ta có name bằng request.name, description bằng request.description, detail cell description bằng cell alias bằng rồi xong. Language ID, language ID sẽ chính bằng request.language ID. Ok, nó sẽ thêm một cái bản ghi đúng bằng cái language đấy. Đó là thêm, sau khi thêm rồi thì nó add cái product này vào và nó xếp trên. Xong, đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ map như này, chúng ta sẽ control được. Tiếp theo delete thì chúng ta làm giống hệt thằng này. Lấy ra này, sau đó không phải cộng 1 nữa mà sẽ là context.product.remove cái thằng product này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ xếp lại. Chỗ này chúng ta if, nếu trong trường hợp với thằng product này mà bằng null thì chúng ta sẽ làm gì? Throw the new một cái exception. Null argument null, hoặc là chúng ta có định nghĩa ra một cái null. Mình sẽ định nghĩa ra một cái custom exception luôn. Cái chỗ này thì chúng ta nên tạo ra một cái utility thì nó sẽ chuẩn hơn. Hoặc là một cái common, một cái project mới. Ở đây rồi. Class library này. Ví dụ ở đây sẽ là ESOP chấm utilities. Ok. Cái này nó sẽ chứa các cái phương thức của các cái class chung. Mình sẽ tạo ra một cái create custom exception C#. Ok, đây custom define này, chúng ta nên dùng cái phương pháp này đúng không, kế thừa từ một cái class. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là ESOP, ESOP exception để nó biết đây là một cái exception mà chúng ta định nghĩa ra chứ không phải là exception của hệ thống. Rồi. Ok. Thằng này sẽ được add vào bên trong cái application. Và true ra y shop cannot find a product với cái ID là đó, thêm cái dấu đô la đây, chúng ta sẽ tìm, không tìm sẽ thông báo ra không tìm thấy được đúng không? Còn tìm thấy được remove đi. Chỗ này sẽ giả về một cái số bản ghi delete. Đến cái thằng thứ ba là thằng ePaging. Paging này chúng ta có những cái gì nào? Chúng ta sẽ có keyword. Đó, bây giờ chúng ta sẽ search cái chỗ này.
Chúng ta sẽ cần phải va một cái query bằng context.product. Bây giờ chúng ta sẽ search. Chúng ta sẽ where. Để where được thì chúng ta sẽ cần using cái thằng system.linq. Ví dụ như là một biến p này, p.name. À, chỗ này name của chúng ta sẽ phải nằm ở trong, thường là chúng ta sẽ tìm theo tên sản phẩm. Cái name này sẽ nằm ở trong product đúng không? Thì chỗ này chúng ta sẽ phải join, dùng lệnh join, inner join. From dùng query, cách đầu tiên là chúng ta dùng, đây là dùng cái lambda, còn mình sẽ dùng cách thứ hai join thì dùng query dễ hơn. Cái này thì các bạn học trong khóa LinQ thì còn mình còn nói p này, in này, context.product join với lại bảng product bt này, in context.product translation có khi on p.id equal, tức là bằng cái pt.product id. Có khi chúng ta lại join tiếp với lại cái bảng category. On c.p.id equal join, nếu mà join với bảng category thì phải join tiếp với cái bảng product in category, BIC in context.product in category on p.id equal cái pic.product id. Đó. Tiếp tục bây giờ mình join đến bảng category id thì cái pic này chấm category sẽ, các bạn thấy phức tạp không? Category id equal cái thằng pi c.id. Đó. Sau khi join bốn bảng lại thì chúng ta sẽ where được cái chúng ta muốn tìm theo pt.name sẽ chấm content cái thằng request.keyword. Đó. Ngoài ra chúng ta muốn content theo trường nào cũng được. Vậy là chúng ta sẽ select ra được cái p. Sau đó chúng ta kiểm tra tiếp này. Cái này có thể chúng ta chưa content được đâu, mà chúng ta phải kiểm tra nếu trong trường hợp cái thằng request.keyword nó phải khác string.empty thì chúng ta mới query bằng query.where. Ở đây chúng ta ngoài select select p ra thì chúng ta có thể select ra pt nữa, chúng ta sẽ phải pt đó. Thì ở đây chúng ta sẽ là x.pt.name.content cái thằng request.keyword. Các bạn thấy là một cái câu lệnh mà nó phải join đến 4 bảng. Và nếu trong trường hợp cái keyword nó khác rỗng thì chúng ta mới tìm. Đó. Tiếp theo sau khi tìm xong, chúng ta tìm được cái thằng nào? Chúng ta dùng cái request.categoryId. Mà nếu có thằng này mà có cao mà lớn hơn không, có nghĩa là có bất cứ cái tìm kiếm nào, thì chúng ta sẽ là query chấm bằng query where. Ở đây chúng ta cần phải search thêm được cái thằng PIC nữa, select thêm thằng PIC nữa, p chấm category id, có nghĩa là phải cái thằng request.categoryId.content, một trong số các cái thằng này thì mới được. Ok. Sau khi xong cái việc tìm kiếm, bước 1 là select này. Join. Bước thứ hai là filter. Bước thứ ba mới là patching.
Bước này thì chúng ta sẽ như sau. Bước này thì về paging thì chúng ta sẽ phải lấy ra được cái in total row hiện tại sau khi search là ra bao nhiêu, thì sẽ là query bằng chấm count. Count async. Thì chúng ta sẽ phải input cái entity framework call await vào. Lấy được cái tổng số bàn ghi. Chuyển cái này sang async. Oh, cái bài này rất dài rồi, tí nữa mình sẽ tách ra. Sau khi lấy được ra rồi thì chúng ta sẽ data ra này. Sẽ bằng cái query.skip. Skip ở bàn ghi số bao nhiêu sẽ là request.page index trừ 1. Tức là bằng, nếu mà trang số 1 thì sẽ là 1 trừ 1 bằng 0. Đúng bằng page size. Ok. Trừ 1 xong nhân với lại thằng page size. Đó. Ví dụ ở trang số 0, ở trang số 1 thì là 1 trừ 1 bằng 0, 0 nhân với page size là 10 thì vẫn bằng 0. Nhưng trang số 2 thì sẽ bỏ qua là 1, 2 trừ 1 bằng 1, 1 nhân 10 bằng 10. Bỏ qua 10 bàn ghi đầu thì nó sẽ lấy trang số 2. Take đúng 10 bàn ghi. Sau khi có được rồi thì bước số 4 chúng ta mới là select end project. Thì chỗ này sẽ là va một cái page result bằng new page result trả về một cái gì? Cái T này chính là product view model. Ở đây chúng ta lấy về cái gì? Chúng ta có total record bằng total round này. Chúng ta có item bằng bằng data chấm to list async await đó. To list ra thì chỗ này nó sẽ là, chỗ này sẽ phải select này, chính chỗ này phải select ra lấy data ra. Chỗ này chúng ta sẽ đặt enter phát này. Select ra này. New product view model. Đó. Xong chúng ta mới to list. Select xong. ID bằng query.p, chỗ này sẽ phải select ra một cái p này đó, p.id, chỗ này là x đi cho nó dễ, x.p là cái result đấy. Tiếp theo là ví dụ như name chẳng hạn thì bằng x.pt.name. Đó, lấy trong product translation này. Date create thì bằng x.p.date create này. Description bằng x.p.description. x.pt.description. Detail bằng x.pt.description. Language ID bằng x.p. Lên, hoặc là x.pt.language.id này. Original price bằng x.p.original price. Price sẽ bằng x.p.price. Cell alias bằng x.pt. Cell description. Cái nào ở trong bảng nào thì các bạn lấy trong bảng đấy nhá. View count bằng x.p chấm view count. Ok, sau khi
chúng ta sẽ await cái, bởi vì chúng ta to list async rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần đầy data vào đây thôi, xong là chúng ta có thể return ra cái page result được. Đó, đấy là toàn bộ phương thức get paging. Bài sau thì chúng ta sẽ làm tiếp các cái phương thức này.